Chào tất cả mọi người, mình review cho mọi người một cái mẫu điều hòa Panasonic nhé. Con này Panasonic, con này Panasonic máy 9000 BTU các bạn. Con này là full tính năng, lâng niêng rộn ràng. Đây, con máy 9000. Nó có mã là 22BKE các bạn. Đây. Tem chính nó đây, cũng 22BKE. Đấy, điện 100V các bạn. Đấy, 650W. 2 chiều inverter tiết kiệm điện các bạn. Hàng zin bản luôn, không sơn xịt thì con này không sơn xịt thì các bác nhá. Hàng zin bản. Đây, cục nóng của nó 2BKE 100V, nặng 20 kg, 7 nặng ga. Đây. 7 nặng ga, 20 kg. Cũng 2BKE các bác. Đây máy 9000 BTU. Đây. Cục nóng thì siêu đẹp luôn. Nóng siêu đẹp luôn các bác nhá. Hàng zin bản, không sơn xịt, không sơn sửa chữa gì cả. Đây, nó chỉ là máy 9000 thôi, chạy được 10 đến 12 mét vuông, 10 đến 12 mét vuông các bạn. Đấy, hàng zin bản 100% các bác nhá. Máy 9000 chạy ngon lành cành đào. Em bao các bác full đồ, điều khiển bực tôn, bán lưng cục đường nguồn. Em bán mát nó giá 5 triệu các bác nhá, cái giá 5 triệu thôi các bạn. Các bác đã có máy inverter tiết kiệm điện 2 chiều dòng Panasonic. Đấy, lưng nia rộn ràng. Đấy, gió tươi, la lô, eco, đầy đủ cả các bác nhá. Đấy, với máy 9000 này. Đây không phải dòng thông thường, nó là dòng có tính năng rồi các bác ạ. Inverter tiết kiệm điện 2 chiều, là còn có lưng nia rộn ràng, eco la vi la lô các bác nhá. Máy 9000 BTU với giá là chỉ là 5 triệu các bác nhá. Đầy đủ đồ đạc cho các bác về trực công lắp đặt. Rồi ống đồng. Vậy thôi, mất tầm mấy trăm nghìn nữa các bác ạ. Chỉ vậy thôi là các bác đã có máy Bala inverter tiết kiệm điện 2 chiều sử dụng rồi. Đấy. Các bác nào mà xem video của em thì cho em một lượt thích, một lượt chia sẻ các bác nhá. Các bác thấy hay thì đăng ký kênh cho em. Đấy, cảm ơn các bác đã xem video của em. Ok.